Hello, xin chào cả nhà. Hiện giờ là 8 giờ ngày mùng 1 Tết. Mình đang có mặt trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Giờ chuẩn bị chở hai đứa nhỏ về quê. Quê Chợ Gạo Tiền Giang. Đây 8 giờ rưỡi mình đi, về tới dưới 2 tiếng chắc tới 10 giờ rưỡi, 11 giờ. Sáng mình định đi sớm mà cho nó mát mẻ, mà cuối cùng công viên lu bu khách nên cứ vô mua đồ hoài. Mình bán xong rồi khách rồi, tới giờ tới 8 giờ rưỡi mới bắt đầu xuất phát. Đi giờ này cũng bị nắng, cũng hơi mệt. Nếu mà từ bên cái tiệm mới mình á, mà đi về quê có thể nó gần hơn bên đây á nè. Chạy ra ăn chút xíu tới Nguyễn Văn Linh nè. Quẹo phải luôn, đi chờ đèn xanh đỏ lâu lắm. Quẹo phải đi đi luôn. Đây là đường Nguyễn Thị Thập nè. Nguyễn Thị Thập thuộc khu dân cư Him Lam. Đây là mình lên cầu Him Lam đây. Bữa nay là về dưới dứt khoát không uống rượu nha. Uống rượu uống bia là lên bị công an nó thổi tốc độ là mệt đó. Ủa Long đem bằng cờ theo định rủ ai chơi Long? Ai biết chơi chơi hả? Chắc nghi với không có ai đối thủ của Long quá à. Cái chỗ này này là nó giáp ba cái huyện nè, huyện Nhà Bè với quận 8 với quận 7, gọi là tam giác vàng. Đây bữa nay treo cờ xí rập trời luôn ha. Rồi hello, xin chào tất cả mọi người nha, đến với kênh YouTube của mình. Bữa nay là mình về quê chở hai đứa nhỏ về quê Chợ Gạo Tiền Giang. Này là đoạn bắt đầu xuất phát nè, đây là khu dân cư Trung Sơn. Từ đây về với Chợ Gạo Tiền Giang chắc khoảng 2 tiếng hồ. Cỡ này công an giao thông căng quá căng, chạy tốc độ đúng quy định, chạy vượt tốc độ là dễ bị bắt.
Nguyên có lấy điện thoại theo Nguyên có không? Rồi ra tới đây là nhập vô đường Nguyễn Văn Linh, hay còn gọi là đại lộ Đông Tây, đại lộ Nam Sài Gòn. Còn đại lộ Đông Tây là bên đường Võ Văn Kiệt. Cái đường này đi thẳng hoài là ra tới quốc lộ 1A là về miền Tây á nha các bạn. Ủa gắn cái cây gác chân nó dễ để hơn bình thường nhiều không Long? Dễ hơn phải không? Cái con đường Nguyễn Văn Linh này như là tổng chiều dài của nó là 18 cây số, bắt đầu từ khu chế xuất Tân Thuận mà kéo dài tới quốc lộ 1A cái đoạn Bình Điền này. Đây giao lộ này là cắt ngang với đường Phạm Hùng này. Phạm Hùng này chạy qua phải, chạy thẳng vô tới cầu Nguyễn Tri Phương. Cầu Sớm Củi, cầu này với cầu ông lớn nó có giống nhau mà cái màu đỏ này mà sơn màu trắng. Bữa nay mùng 1 mà thấy người ta về quê quá trời luôn ha. Mình biết người ta đi mấy ngày 28-29 nó kẹt xe dữ quá, giờ người ta né né đi ngày mùng 1 luôn. Rồi mấy năm trước cũng ngày mùng 1 Tết là ba chạy về Tiền Giang là bị công an phạt khúc này nè, chạy quá tốc độ.
Đây quẹo trái là về Cần Giuộc, Long An nè, quốc lộ 50. Còn nếu mà đi thẳng là ra Bình Chánh, ra cầu Bình Điền nữa đó. Mình đi giờ này hơi bị trễ bởi đông xe quá trời, phải đi sớm sớm chừng cỡ 6 giờ 7 giờ đi mát mà vắng xe. Giờ này quá trời đông rồi. Nhận đây ngày mùng 1 Tết mà nó đông y chang ngày thường thôi, không có vắng. Mấy năm trước là ngày mùng 1 vắng quê à. Năm nay sao quá trời đông. Này là quốc lộ 50, đoạn này thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, tỉnh Long An. Ủa, huyện Bình Chánh là Hồ Chí Minh. Ra tới Cần Giuộc là mới thuộc địa phận của Long An. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Đi chừng nào mỏi nói ba hay ngừng lại nghỉ nha. Yến đi cái con đường này có nghe cái mùi hôi không? Yến đi đường này có nghe cái mùi hôi không? Vì do xe chở rác, thấy không? Do xe chở rác nó mỗi ngày đi quá trời nhiều à.
Rồi, hello các bạn, giờ mình đã tới địa phận của huyện Cần Đước rồi nha các bạn. Đây là mình đang đứng ngay cái ủy ban nhân dân thị trấn Cần Đước nè. Cờ đỏ rập trời luôn ha. Đây mình bữa nay mình đưa hai đứa con mình về quê ngoại ở chợ gạo Tiền Giang đi chơi Tết. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết này các bạn. Đây cái hướng này là quốc lộ 50 đi thẳng về cầu Mỹ Lợi. Cầu Mỹ Lợi là qua bên kia, địa phận bên kia là của thị xã Gò Công đó các bạn. Rồi giờ bắt đầu tiếp tục xuất phát. Còn chừng 6 cây số nữa là tới cầu Mỹ Lợi. Buồn ngủ hả em? Thôi Long để chân trước thử coi. Được không? Để được có ba Long, Long để rồi. Ba để chân coi để. Rồi. Rồi đó, để công chân vậy được rồi. Ba ngồi hay chích chích về phía trước chút xíu nè. Rồi ok ha. Để trước nha Long thả. Nhưng ở vùng quê á, người ta treo cờ dữ hơn ở Sài Gòn nha. Các thị xã, các huyện, các đồ của vùng quê là cờ đỏ rập trời luôn á. Đây là trung tâm của thị xã Cần Đước. Của thị xã, thị trấn nè. Thị trấn. Mình về tới dưới chắc cỡ 11 giờ luôn á. Có khi trễ hơn. Mấy ngày qua coi trên mạng á, là các con đường về miền Tây kẹt cứng nhắc luôn, đường nào cũng kẹt. Kẹt nặng nhất là cái đoạn ngã ba Trung Lương vô cầu Gạch Miễu á. We wanna chase the night, wanna dance to the light.
rồi hết cái địa phận của thị trấn Cần Đước à. Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông. Ôi vậy là được nửa đường rồi đấy, còn 38 cây số nữa tới chợ gạo hả? Rồi mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2, phần 3 là mình bắt đầu quay những cái đoạn về tới chợ gạo, quay những dòng sông hay là cánh đồng hàng dừa rồi, nói chung là cảnh dưới quê rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn nhớ đón xem phần 2, phần 3 nha. Rồi mình đầu năm mới mình chúc các bạn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nha, cho một lượt like, một lượt chia sẻ nha các bạn. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại.